tử vi về nhân tướng học xem nốt ruồi, về những kiểu nốt ruồi khắc vợ trên mặt người đàn ông. Thứ nhất là người có nốt ruồi ở giang môn. Giang môn chính là cung phu thê, là cung thê thiếp. Nó nằm ở vị trí hai đôi mắt. Với người đàn ông mà có giang môn bằng phẳng đầy đặn thì được, vợ đỡ đần và là người chồng rất tốt. Nếu như người có giang môn lõm khuyết thì duyên vợ chồng mong manh và ít con cháu và là tướng rất khắc vợ. Trong trường hợp mà quanh giang môn có một nốt ruồi thì là người chồng khắc vợ. Mệnh của người chồng nó ảnh hưởng không tốt đến vợ, như khiến cho vợ có một sức khỏe suy yếu hay là mắc bệnh tật hoặc là tâm tính thất thường. Thêm nữa là tướng nốt ruồi này nó báo hiệu hôn nhân không viên mãn, tình cảm vợ chồng thường lạnh nhạt, rất dễ dẫn tới tình trạng ngoại tình. Và nhìn chung đây chính là một trong những nốt ruồi khắc vợ số 1 của người đàn ông. Thứ hai là người có nốt ruồi đen ở sơn căn. Sơn căn nó là một phần cao nhất của mũi. Nó nằm giữa hai mắt nhìn sang và ở dưới ấn đường. Sơn căn không chỉ nó biểu hiện cho sức khỏe, còn cho biết về vận mệnh, công danh của mỗi con người. Còn ở vị trí sơn căn của nam giới mà có một nốt ruồi đen thì đây là một nốt ruồi không tốt, nó ảnh hưởng đến vận mệnh của người vợ và đặc biệt là vấn đề về sức khỏe. Với trong những trường hợp về nữ giới mà có nốt ruồi ở sơn căn thì cần phải thận trọng với nước, người này rất dễ bị chết đuối. Còn sơn căn cũng là một cung phu thê, nó cho biết về tình cảm vợ chồng. Nếu như mà ở vị trí này có nhiều đường vân ngang dọc hỗn loạn, khuyết hoặc là lõm hoặc là sắc da hắc ám thì vợ chồng sớm sẽ có sinh ly tử biệt, sống trong đau khổ. Và thứ ba là người có nốt ruồi ở lông mày. Trong nhân tướng học thì lông mày nó đại diện cho cung tình duyên. Lông mày mà có nốt ruồi hoặc vết sẹo, lông mày bị đứt đoạn, quá thô hay cứng, điều đó chứng tỏ là người đàn ông có tướng rất khắc vợ. Về thứ bốn là người đàn ông có nốt ruồi ở lệ đường. Lệ đường nó nằm ở vị trí cung tử tức, nó nằm ở ngay dưới mắt. Ở vị trí này của người đàn ông mà có nốt ruồi thì đây được coi là tướng khắc tử, khắc mệnh con cái, khắc phu thê và khắc vợ. Ngoài ra nếu lệ đường mà lõm, sắc thô sạm còn cho biết về tương lai con cái của người này không tốt. Còn nếu mà ở vị trí này có vết sẹo hay là một dị tật bẩm sinh ở lệ đường cũng là một dấu hiệu cho thấy người đàn ông này rất dễ bị tuyệt tự, hoặc là dù sinh con nhưng khi về già cũng cô đơn lẻ bóng. Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 2 của nội dung bài viết trong ngày hôm nay về ba vị trí nốt ruồi suy xẻo cần phải xóa ngay nếu không muốn cả đời nghèo khổ, tai họa triền miên. Nếu có một trong những nốt ruồi ở vị trí này trên cơ thể thì bạn hãy phải xóa ngay để tránh những tai họa xui xẻo có thể rất dễ đến với bạn. Thứ nhất là người có nốt ruồi ở sau gáy. Với nốt ruồi ở khu vực này được gọi là nốt ruồi khổ tình. Người có nốt ruồi ở gáy tuy về sự nghiệp thành công nhưng tình cảm lại rất trắc trở, phải trải qua rất nhiều những cuộc tình mới đi đến được cuộc hôn nhân. Nhưng là cho dù về tiến triển hôn nhân thì nguy cơ ly hôn cũng rất cao. Và theo quan niệm về dân gian thì những nốt ruồi mà nằm ở sau gáy nó có một ý nghĩa là những người này thường khổ vì tình. Về nguồn gốc nó xuất hiện nốt ruồi đằng sau gáy là khi kiếp trước của người này lúc chết đi phải vượt qua cầu Nại Hà. Đây là cây cầu thứ 10 dưới địa ngục, là một ranh giới cuối cùng của địa ngục và trần gian. Và sau khi đi qua cây cầu thì linh hồn sẽ được đưa đến phong đô để đầu thai chuyển kiếp. Khi mà đứng tại đây thì họ bắt buộc phải thực hiện một nghi lễ là uống canh quên của mạnh bà, quên đi mọi chuyện của kiếp trước. Với những người mà có nốt ruồi ở sau gáy là những người được đánh dấu bởi họ không muốn uống canh mạnh bà. Vì vậy mới có một ấn tích, đây là nốt ruồi gọi là nốt ruồi khổ vì tình.
Thứ hai là người có nốt ruồi ở sơn căn. Sơn căn nó cũng là một khu vực dưới sống mũi, nó nằm giữa hai mắt nhìn sang và nằm dưới ấn đường. Nếu ở sơn căn mà có nốt ruồi thì vận thế của người sở hữu nốt ruồi đó rất kém, cho dù là làm bất cứ một việc gì cũng rất khó thành, cả đời không làm nên nghiệp lớn. Và người mà có nốt ruồi ở sơn căn thì dù có cố gắng hay là nỗ lực phấn đấu đến đâu thì kết quả thu về cũng rất nhỏ bé. Và những người này thì cả đời phải sống vất vả. Và cách hóa giải tốt nhất là xóa bỏ nốt ruồi sơn căn để xua đuổi bớt đi về tà khí. Còn phần sơn căn nó còn biểu hiện cho cung tật ách. Nếu là nữ giới mà có nốt ruồi ở sơn căn mà tại vị trí này có màu nâu hắc ám hoặc gân xanh nổi rõ thì chủ nhân có sức khỏe kém, rất dễ mắc các bệnh về tiêu hóa, đường ruột hoặc khả năng kháng bệnh cực kỳ kém. Và bạn cần phải chú ý đến sức khỏe và thường xuyên luyện tập thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe và sức đề kháng cho cơ thể mình. Thứ ba là người có nốt ruồi ở trên xương đòn. Đây cũng là một trong những nốt ruồi nó dự báo về sự nghiệp. Về những người mà có nốt ruồi trên xương đòn thì phần lớn sự nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn và vất vả. Chỉ cần một hành động nhỏ thôi thì chủ nhân cũng phải trả những giá đắt cho hành động của mình. Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 3 của nội dung bài viết trong ngày hôm nay về những nốt ruồi cực xấu trên mặt người đàn ông, nó ảnh hưởng đến vận mệnh của cuộc đời mình ra sao. Và xem tướng nốt ruồi xấu trên mặt người đàn ông, người đàn ông có nốt ruồi ở những vị trí này thì phần lớn là những người tham lam ích kỷ, chỉ biết nhận lại mà không bao giờ biết cho đi. Vì thế tuýp người này ít khi lấy được thiện cảm từ những người khác. Và các bạn thân mến, thứ nhất là người có nốt ruồi ở vị trí ngang mép. Theo xem bói về nốt ruồi thì với những người đàn ông mà có nốt ruồi ở vị trí ngang mép thì phần lớn là người tham lam ích kỷ, chỉ biết nhận lại mà không bao giờ biết cho đi. Vì thế với những tuýp người này thì ít khi lấy được thiện cảm từ những người khác. Và thêm vào đó, chủ nhân của nét tướng này còn hay thất hứa, vô cùng lười biếng, luôn ỷ lại, và họ không bao giờ thích động tay hoặc động chân vào bất cứ một việc gì mà luôn sai khiến những người xung quanh, khiến cho rất nhiều người phải khó chịu. Người này thì tài vụng chèo khéo trống, mồm miệng đỡ chân tay, chỉ có thể là làm vui lòng người đối diện ở lần đầu tiên khi tiếp xúc, còn càng tiếp xúc lâu thì càng không ai có thể chịu đựng nổi kiểu người như dạng này. Về thứ hai là người có nốt ruồi ở chính giữa đầu sống mũi. Theo nhân tướng học về xem nốt ruồi cho biết thì đây là một trong những tướng nốt ruồi cực xấu trên khuôn mặt người đàn ông, nên bạn cần phải loại bỏ. Đàn ông mà sở hữu nốt ruồi duyên này thì đường tình duyên cực kỳ lận đận, trắc trở, gia đình ít khi được hòa thuận và êm ấm. Theo xem tướng nốt ruồi thì trên mặt người đàn ông mà cánh mày râu sở hữu nét tướng này thì người có tính tình vừa khắt khe, gia trưởng lại hay bảo thủ và luôn theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo. Họ luôn muốn người vợ của mình phải luôn luôn 10 phân vẹn, 10 vô hình chung, tạo nên áp lực khủng khiếp cho đối phương. Ở bên mẫu người đàn ông này thì những người phụ nữ phải làm việc quần quật cả năm mà không lúc nào làm vừa mắt họ. Chính vì vậy, nếu có ý định kết hôn với chủ nhân có nốt ruồi này thì chị em nên cần phải cân nhắc lại. Thứ ba là người có nốt ruồi ở phía dưới đầu khóe miệng. Với người đàn ông mà có một nốt ruồi ở vị trí này là tướng phá tài, tiền bạc làm ra bao nhiêu cũng không đủ thu phục cho nhu cầu chi tiêu của bản thân mình. Và thêm vào đó thì chủ nhân mà có nét tướng này lại là người rất ham mê về cờ bạc, rất dễ vướng vào các món nợ chết người. Về thứ năm là người có nốt ruồi ở phía dưới đuôi mắt phải của người đàn ông. Theo nhân tướng học về nốt ruồi cho hay, người đàn ông mà có nốt ruồi này thường là người có dục vọng cực kỳ cao,
không thỏa mãn về tính tình dâm đãng với những người bạn đời thì không đáp ứng được nhu cầu của họ thì họ sẵn sàng phản bội, ra ngoài tìm nguồn vui mới. Vì lao tâm khổ tứ quá sức mà những người này cũng rất dễ bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Về thứ sáu là người có nốt ruồi ở giữa con ngươi đi xuống phía dưới gò má trái của người đàn ông. Theo xem tướng nốt ruồi xấu trên mặt người đàn ông thì người đàn ông mà có tướng nốt ruồi này thì rất hiếm hoặc không có con cái. Về đường con cái cực kỳ vất vả, thường không thuận lợi. Trong cuộc sống hay gặp nhiều chuyện buồn đau, phần lớn là thần thái lúc nào cũng ủ rột và chán nản. Về thứ bảy là người có nốt ruồi ở dưới bọng mắt. Với người đàn ông mà có nốt ruồi này thường là những người rất khắc vợ khắc con và là một trong những người khó tính. Cuộc đời gặp nhiều buồn phiền và trắc trở. Với bản tính đa nghi võ đoán thì người này luôn làm cho vợ phải rơi nước mắt, chẳng mấy khi giúp đỡ và quan tâm vợ con từ những việc nhỏ nhất. Về thứ 8 là người có nốt ruồi ở trên mép môi. Với người đàn ông mà có nốt ruồi này thì thường là người có tính lăng nhăng, gặp bất kỳ ai cũng thích trêu ghẹo, buông lời đùa cợt và tán tỉnh, nhưng lại chẳng thật lòng yêu ai. Họ luôn có xu hướng bắt cá nhiều tay cùng một lúc, tán tỉnh rất nhiều người và các mối quan hệ yêu đương thì không bao giờ bền vững. Và trong cuộc sống hôn nhân thì chủ nhân mà sở hữu nét tướng này cũng không chung thủy hay tìm cách lén lút ở bên ngoài để tìm của lạ. Và trong cuộc sống hôn nhân thì không bao giờ có hạnh phúc. Về thứ 9 là người có nốt ruồi ở dưới cung lông mày trên mắt của người đàn ông. Theo xem tướng người đàn ông thì cánh mày râu mà có nét tướng này là phải nói đến chuyện bất hạnh liên miên, khó có cơ hội thăng tiến, đầu tư kinh doanh trong bất cứ một lĩnh vực nào thì cũng ẩn chứa nhiều rủi ro, dễ mất mát về tài sản. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.